Đúng rồi. À, bốn nhỏ bữa nó rủ mình nhậu nữa kìa. Ra liền nha mày. Thôi giờ về công ty gì vậy? Mệt. Đang ở nhà mày. Đang coi tivi với vợ rồi không đi đâu. Tự xử lý đi. Nói vậy? Tụi nó nhậu bữa nói mày hát hay quá. Giờ nó rủ nó kìa. Ra liền nha. Chạy đi. Nói là không có đi đâu, tăng ca cái gì mà tăng ca. Giờ này mà tăng ca gì đang ngồi vợ. Rồi sao? Không xử lý được hả? Rồi đợi tới đi, chạy lên xử lý nha. Mệt thiệt. Em, anh lên công ty xử lý công việc ấy. Nó có tăng ca, không có nào, không có anh, không làm được gì. Ha. Cái gì vậy? Cái gì không? Anh đi đi. Ê, không đi đâu. Em nói anh đi đi. Thôi, nó tăng ca. Thì nó tự xử lý được. Đi đi anh. Thôi, không đi. Đi đi. Em nói anh đi ra khỏi nhà đi.